lách cách giờ từng giờ trôi nhanh, tiếng phim vang khô khốc kìa. Không điện thoại hàng hiệu thì lại laptop. Thời trang hôm nay, ngồi cà phê cùng nhau mỗi người một hướng, cứ thấy kêu tình tình. Ngồi trở lại Facebook chẳng ai nói gì với nhau kia. Thời này đây, thời của face, thính thì đầy nhưng tình yêu thì không thấy. Thời này đây, công nghệ thì đầy, sống thì ảo mà mơ thì hão. Người nông dân giờ biết phải làm sao, người nông dân thì biết phải làm sao. Giới ảo mà em bị cuốn vào thật đáng sợ. Em muốn rời bỏ nó, nhưng càng rời bỏ, nó lại truy lùng và bắt ép em trở lại đó. Em sợ hãi và lạc lõng thật sự rồi. Em giờ mới hiểu anh đã từng yêu em đến nhường nào. Anh đã bỏ đi công danh và sự thăng chức của anh trong sự nghiệp để níu kéo em về. Thật sự em đôi lúc cũng nhận thấy em chỉ giả vờ làm như vậy để trả thù. Em vì những năm tháng qua, anh chỉ coi em như một người giúp việc. Em đã sai. Em quên đặt mình vào vị trí của anh. Anh đi làm cũng có những sự mệt mỏi và áp lực. Vậy mà em không cảm thông và hiểu cho anh. Anh chỉ muốn để em ở nhà, bởi em quá ngây ngô trước cuộc sống và xã hội. Bây giờ hiểu ra thì có quá muộn không anh? Vị sư nói với em về sự nhân duyên. Em chưa hiểu hết ý của sư thầy nói. Tuy nhiên em biết em và anh đến với nhau trong duyên vợ chồng ở kiếp này là do duyên tu từ nhiều kiếp trước. Còn với Nam Men, hắn cố tình đeo bám em. Và thâm tâm thật sự, hắn chưa làm gì hại đến em hết. Hắn là một kẻ kỳ lạ và rất nguy hiểm.
Anh hãy cẩn thận, bởi hắn có thể làm bất cứ điều gì. Em thật sự lo sợ. Em mơ hồ nhận ra hắn. Em tin mọi chuyện sóng gió của vợ chồng mình rồi sớm qua mau. Anh hãy cho em hoàn thành nốt bộ mặt giả của em trong thế giới thật của anh, để em đối phó với thế giới ảo này đã anh nha. Em tự lạc vào đó. Em tin em sẽ tự tìm được lối ra. Mọi chuyện do em, không phải tại anh đâu. Anh đừng nghĩ gì nữa nha. Em yêu anh nhiều lắm. Em biết em đã làm anh buồn và đau khổ nhiều. Cho em xin lỗi. Em yêu anh nhiều, Bảo à. Ông đang gặp nguy hiểm. Nguy hiểm? Đúng vậy. Việc giải cứu tôi một cách dễ dàng như vậy là mưu đồ của bọn chúng. Bọn chúng muốn trừ khử ông vì ông đã làm thiệt hại lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Bằng chứng đâu? Chính vì không có bằng chứng nên bọn chúng nghi ngờ cho rằng ông đã làm. Hiện tại tôi sẽ rút lệnh sang hỏi ông. Tôi muốn ông giúp tôi dàn việc. Đó, thưa ông. Hãy liên lạc với nhóc Thiện, còn ngày mai vẫn gọi đầu tư cho dự án không cô đơn. Có thể quý vị chưa quen, nhưng chủ tịch của chúng tôi hiện tại đang ở nước ngoài nên chỉ làm việc với quý vị từ xa. Cảm ơn các anh đã tới đây ngày hôm nay. Tôi muốn mua cổ phần của công ty bên anh với giá cao hơn giá thị trường, nhưng tôi muốn chính anh thông báo về những sản phẩm của công ty và doanh thu của chúng. Ngay bây giờ đây, anh chị cứ bình tĩnh. Quý vị cứ mở máy lên. Tất cả các dữ liệu cần thiết đã được chuyển tới máy của quý vị rồi.
Công ty của chúng tôi hiện tại đang sở hữu nhiều sản phẩm có giá trị. Có những trang với ứng dụng mới nhất. Nó liên kết mọi người lại với nhau được dễ dàng hơn. Như đêm muộn và không cô đơn. Hiện tại nó đang thu hút hàng triệu người xem. Và mỗi người phải trả 5.000 đồng mỗi ngày. Quý vị cứ theo con số đó mà nhân ra. Ngoài nguồn thu về phí, còn có một nguồn thu lớn từ quảng cáo. Bởi vì nó thu hút được đông đảo người dùng tham gia vào đó. Quan trọng nhất vẫn là vấn đề về xu hướng. Như quý vị cũng biết, hiện tại xu hướng con người ta đang cần gắn bó với công nghệ. Bởi vì sao? Họ dành phần lớn thời gian của cuộc đời mình để gắn bó với công nghệ. Và càng gắn bó với công nghệ chừng nào, con người lại càng cô đơn chừng đó. Mà càng cô đơn thì họ càng tìm đến với công nghệ. Lúc đó thì cái nguồn thu của công ty chúng ta càng ngày càng đi lên. Chúng tôi có thể trải nghiệm một trong những sản phẩm của công ty được hay không? Tất nhiên là được rồi. Chúng tôi đã sẵn sàng. Để tôi giới thiệu với anh chị sản phẩm không cô đơn đang hot hiện nay và sẽ hot trong tương lai tới. Các anh chị cứ thoải mái xem các ứng dụng đó đi. Cái trang như vậy mà là không cô đơn sao? Xin quý vị thông cảm chờ đợi trong giây lát nha. Có trục trặc về kỹ thuật một chút á. Sao cô đơn được, đúng không? Dạ. Bữa nào cho tôi trải nghiệm thực tế vô cái trang này nghe. Tôi thấy cái trang này không khả thi. Tôi không đầu tư đâu. Tôi thích cái trang này. Tôi sẽ đầu tư vô công ty anh 100%. Cũng may là tôi nhớ ra tình cốp làm bên cục an ninh mạng. Tôi nói hiện tại đã mở lại được trang này rồi. Đành phải đợi xem diễn biến như thế nào thôi. Chị Nguyễn Thảo Linh, chúng tôi có lệnh tạm giữ chị để điều tra về việc môi giới mại dâm. Linh à. Em xin lỗi. Em tưởng. Em tưởng gì? Sao em hút vậy? Thì không có gì. Dạo này anh thấy em rất khác. Giờ còn đòi nghỉ việc nữa. Em sao rồi? Em không có sao thiệt mà. Thôi bỏ đi. Em báo cáo tình hình kinh doanh bên em cho anh. Nhớ ký tên. Nhớ đóng dấu nghe. Dạ, em sẽ làm. Anh ta có đưa tên mình vào danh sách những người sáng lập trang mạng này không? Rõ ràng là Nam Men có quá nhiều bí mật và rất nguy hiểm.
Chúng tôi đang tìm hiểu và điều tra về công ty Nam En. Bên chi cục thuế, họ cũng đang tiến hành kiểm toán lại công ty Nam En, thu thập các dữ liệu quan trọng để từng bước củng cố hoàn tất hồ sơ vụ án. Nam En sụp đổ, rồi em sẽ nhận ra ai tốt với em, ai xấu với em. Phải thực tế mà sống với em. Nè Bảo. Nè. Hả? Sao vậy? Có sao không vậy? Dẹp và tìm ngay tất cả những chứng cứ để tống Nam En vô tù. Tên Nam En là người tạo ra những cái app mang tính chất phá hoại, không có tính xây dựng gì hết trơn à. Mọi thứ đều phải có kế hoạch, không phải tùy tiện và cảm hứng xử lý được. Mọi thứ đều có pháp luật quản lý. Tấn công và cảnh báo với app không cô đơn, chỉ là rung cây dọa khỉ. Hãy đi giải quyết ngay cái vụ lùm xùm này cho tôi. Dạ rõ, thưa ông. Tìm hiểu xem nhóc Thiện đang ở đâu, tôi đang cần gặp anh ta. Tôi đã tìm hiểu, nhưng hiện tại nhóc Thiện đã biến mất, không hề để lại một dấu vết nào cả. Hắn là ai? Không phải là ông chứ? Tôi nghĩ là ông đã lầm rồi. Ông làm việc của mình đi. Dạ rõ, thưa ông. Em nấu cơm xong rồi hả? Chưa. Ý em hỏi là anh muốn ăn gì nè? Ăn gì cũng được mà. Vậy em sẽ nấu gà kho sả ớt, anh ăn không? Được. Anh ơi, có chuyện gì vậy? Anh ơi, cháy rồi. Cái gì cháy? Ở trong á, cháy. Nhanh lên. Khét. Biết chừng nào anh mới được ăn món gà của em đây. Thôi, bây giờ anh cứ lên trên ngồi đi. Em nhất định lần này em sẽ nấu được. Nhanh lắm. Anh đi ra. Anh đi lên trên đi. Đi em lên trên đi. Không đó. Được. Chào ông. Cảm ơn ông đã thu xếp thời gian để gặp tôi. Vụ này tôi không thể giúp các ông được. Xong rồi. Cuối cùng cũng xong. Rồi. Em làm cho anh nhiều lắm á. Để ăn cả ngày cũng không hết luôn. Nè, anh nhớ là phải ăn nhiều đó nha. Anh thật không ngờ là có ngày anh được ăn món ăn do chính tay em nấu đó. Tại anh hết đó. Trước khi ăn anh muốn cảm ơn em. Anh đúng thật là có phúc khi lấy được người vợ như em. Vì anh á, em sẽ làm tất cả. Em ăn đi. Cảm ơn anh. Ngon quá. Nè, cái này nữa nè, ngon lắm nè. Em ăn đi. Đây là hộ chiếu giả. Tôi xin ông hãy trốn ra nước ngoài đi. Ông nghĩ tôi hèn nhát như vậy sao?
ông muốn tôi game over. Ông là người chiến thắng, cho nên ông hãy đi để tận hưởng sự chiến thắng của mình. Tôi dám chơi, dám chịu. Ông hãy đi đâu đó dưỡng già đi. Sự háo thắng của ông không phù hợp trong giai đoạn này đâu. Ông còn nhớ ngày đầu ông gặp tôi chứ? Tôi rất cảm ơn ông. Đó nè ông. Tôi chọn cậu. Cậu đi với tôi. Ngày đó tôi không hiểu sao ông lại chọn tôi. Và bây giờ tôi mới biết. Ông hiểu những gì? Ông chính là người mà ba tôi thuê. Vậy là ông đã biết hết mọi chuyện. Tôi biết chứ. Vì ba tôi thất bại quá nhiều, chỉ có tôi có thể là người chiến thắng. Bởi vậy tôi mới là người chiến thắng. Vậy thì từ ngày ba ông mất, ông đã quyết định đeo mặt nạ để che giấu những giọt nước mắt buồn tủi của mình. Tôi cũng biết ông chính là nhóc. Ông đã giúp tôi rất nhiều việc. Tuy nhiên tôi phải bỏ tiền mua mã độc từ nhóc thiệt, vì tôi cũng muốn học cách lập trình từ mã độc đó. Vậy nên khi tôi thực hiện các đơn hàng, tôi đều dựa trên thứ ông cho tôi. Tôi làm vậy vì tôi không muốn ông liên lụy, bởi vì tôi đã hứa với ba ông là sẽ bảo vệ ông. Vậy nên cuộc chơi mà đã nghĩ là ba tôi và ông sắp đặt cho tôi là có thể điều khiển được tôi sao? Tôi là kẻ chiến thắng. Tôi là kẻ chiến thắng. Tôi là kẻ chiến thắng. Lần này, Nam Man sẽ mất đi giá trị của mình. Đối với tôi, thứ giá trị nhất là Linh. Tôi nghĩ trước sau gì, Linh cũng sẽ trở về với cậu thôi. Mọi thứ tôi làm đều vì cô ấy thôi. Phải cố thêm chút nữa. Linh dạo này cũng thể hiện tình cảm với tôi rồi. Nói gì cũng đúng, mà cũng chưa đủ. Mà anh định nói gì? Thật ra thì Linh vẫn còn bị dướng vào Nam En. Hắn mà còn dám hại Linh lần nữa, tôi giết hắn.
kìa. Để đi, lên. Ê, nhìn nè, bắt cóc. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Hỏi luôn thì Quang hả? Có chuyện gì vậy? Nên bị bắt cóc rồi. Cái gì? Tôi nghĩ là do nam em. Anh định gì giùm tôi nha. Ok. Cô thay đồ đi. Để làm gì? Đó là nhiệm vụ thứ hai tôi nói với cô. Cô không cần phải thắc mắc. Anh nè, anh có sao không? Anh uống miếng nước đi. Em xin lỗi nha. Có gì đâu mà xin lỗi, vợ chồng với nhau mà. À, anh ăn gì không? Để em đi nấu cho anh nha. Thôi, anh không sao đâu. Anh cũng không muốn ăn nữa. Ói ra hết trơn rồi, vậy mà còn nói là không sao nữa. Anh không sao. Anh nằm đây đi, để em nấu cho anh món khác nha. Thôi, em cứ ngồi đây đi. Anh không ăn gì nữa đâu. Nhưng mà nhìn cái cảnh này, tự nhiên anh nhớ tới thằng Bảo. Tự nhiên đang đau bụng trúng thật, nhớ Bảo là sao? Anh nhớ ngày xưa, hai đứa đi học chung, rồi hai đứa ở chung với nhau. Lúc đó anh cũng đang ăn những món y chang vậy nè. Rồi anh ăn xong, anh cũng đau bụng y chang vậy luôn. Rồi nó nói là thôi để tao đi nấu món khác cho mày ăn. Rồi nó nấu cái món gì mà nó nêm nếm sao mà cái mùi vị nó khó chịu lắm, anh ăn không có được. Thôi à, anh ráng nghỉ ngơi đi. Nhất định là lần này á, em sẽ nấu khác, nấu cho bằng được. Anh đợi chút xíu nha, chút xíu thôi, chút xíu thôi. Thôi. Mấy người đưa tôi đi đâu vậy? Đây là đâu? Cô đàn cho ông chủ tôi nghe một bài được không? Nhưng mà... Không nhưng mà gì hết. Anh... Tôi muốn... Em đàn cho tôi nghe một bài được không? Như ngày xưa. Hãy cho anh nghe một lần cuối. Anh xin em. Anh có phải là nam men không? Không phải ảnh thì là ai nữa? Bây giờ các anh có thể đi. Dạ. Nơi này
quá quen thuộc với chúng ta. Với tôi, em và Bảo. Vậy rốt cuộc anh là ai? Tôi là cậu bé nhút nhát ngày xưa thường hay tặng quà cho em. Anh ơi, anh ơi, nhưng mà sao bây giờ anh khác quá vậy? Thời gian qua rồi, ai cũng phải khác thôi. Tôi cũng vậy. Tình yêu của tôi dành cho em cũng khác hơn xưa. Lúc đó tôi cũng như cái bóng đi theo em vậy. Tôi từng là kẻ thất bại. Tôi từng là kẻ thất bại. Tôi ghen tị sự chiến thắng của mọi người trong thế giới thật. Lúc đó tôi chìm ngập trong thế giới ảo. Những thuật toán, lập trình và tranh vẽ đã làm cho tôi được thỏa mãn. Áp trì kỷ online đầu tiên tôi tạo ra nó bởi sự cô đơn trong chính tôi. Dạ rồi, tôi gặp lại em với duyên trời nên. Bảo là một người đàn ông tốt mà em đã chọn. Hắn vì em mà đột nhập công ty tôi. Tôi biết dấu vết ngần kệch của hắn đã để lại quá nhiều trong công ty tôi. Tôi thích giờ con việc nhỏ đó. Tôi phải phá để cho hắn đau khổ. Tôi trân trọng và luôn muốn giữ điều giản dị duy nhất của em trong tôi. Tôi càng căm ghét Bảo, tôi lại càng muốn em thay đổi và làm khổ rối cho tôi. Em xin lỗi. Em không có gì sai mà xin lỗi tôi. Trò chơi đã kết thúc vì tôi cũng chán ngấy tất cả mọi thứ. Tôi biết em luôn gìn giữ sự chung thủy với chồng mình. Tôi luôn trân trọng điều đó ở em. Hãy cho tôi nói với em rằng anh yêu em. Anh đã nghe hết rồi hả? Thì ra đó chính là Nam Cận. Xưa nay nó vẫn bí ẩn như vậy. Anh ta vẫn là một thiên tài mà. Sao? Em tiếc hả? Anh khùng hả? Giờ này còn nói câu đó với em nữa. Thôi, về nhà đi em.
đi. Đây. Anh, ngồi dán cháo em nấu nè. Nè, cháo em nấu nè, anh ăn đi cho nóng. Đây là chè hay là cháo? Đây là cháo mực, em tự tay nấu mà. Cháo mực hả? Cháo mực gì mà đang thui lùi vậy? Làm sao mà anh dám ăn? Thì em coi trên Google, người ta chỉ sao em làm y chang vậy mà. Rồi người ta chỉ sao? Người ta chỉ là bắt gạo nấu cháo, xong rồi mực rửa sạch, bỏ nguyên con vô nấu chung, xong rồi chín, xong xuôi múc lên cho anh ăn thôi. Trời ơi, lần sau á em đừng tra Google nữa. Google nhìn vậy thôi chứ có phải lúc nào cũng đúng đâu. Em muốn ăn hay là nấu ăn á, em phải tìm hiểu thật kỹ. Nấu cháo mực á, người ta phải rửa sạch rồi bỏ túi mực đi, bỏ nang mực đi, cắt ra rồi bỏ vào cháo thì con mực nó mới trắng, rồi cháo mới trắng được. Thôi, nhưng mà em nấu rồi, anh ăn đi cho khỏe, cho mau hết bệnh nè. Anh ăn đi, em đút cho anh nha. Thôi, để từ anh. Tôi xin lỗi mọi người. Đúng một tiếng nữa, mời tất cả mọi người lên cơ quan lấy lời khai. Mọi người cứ bình tĩnh, chúng tôi chỉ yêu cầu lấy lời khai chứ không phải là bắt mọi người. Mời ông. Báo cáo đồng chí, tôi Nguyễn Thị Thảo Chi đã không hoàn thành nhiệm vụ và để cho Nam Men bỏ trốn. Đồng chí làm rất tốt. Hoàng Văn Nam là một kẻ khôn ngoan. Tuy nhiên truy lùng và bắt hắn chỉ là ngày 1, ngày 2 thôi. Hoàng Văn Nam đã bỏ trốn. Đồng chí báo với các ban ngành có liên quan kiểm soát chặt chẽ các sân bay và các đường biên giới. Có gì báo lại cho tôi. Em uống nước cam đi. Anh. Hả? Anh, Nam Men đang bị truy nã nè. Thôi kệ họ đi em, bây giờ anh không quan tâm tới chuyện đó nữa. Nhưng mà em uống nước cam đi. Cơm ở miền Tây á, ngon lắm. Em biết gì chưa? Cộng sự của Nam Men đã bị bắt, còn Nam Men thì đang bị truy nã đây nè. Em có đọc tin đó rồi. Cái gì á, nó cũng có cái giá của nó. Em nói cũng phải. Nam Men là một người giỏi. Nếu như nó làm những việc tốt thì có lẽ nó sẽ giúp ích cho rất nhiều người. App Tri Kỷ Online cũng đã giúp đỡ những người cô đơn. Thôi em à, mọi chuyện đã qua rồi, cho nó qua đi em. Em đừng có nhắc lại nữa. Nè, hôm nay vợ yêu nấu gì cho anh ăn vậy? Bí mật. Anh biết là mấy hôm nay em lo cho anh lắm. Có phải em đi theo anh không? Em xin lỗi. Tại vì em sợ. Em sợ mất anh. Đừng xa em nữa nha. Em sợ mọi thứ lắm. Em cứ yên tâm đi, từ bây giờ anh không rời xa em nữa. Anh sẽ luôn luôn ở bên em. Anh có biết á, là em sợ lắm không? Em mệt mỏi lắm. Hay là anh đưa em đi đâu thiệt xa được không? Em sợ cuộc sống này lắm. Em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Chúng ta sẽ ở bên nhau cả đời. Mà em đó, đừng có bắt anh ngủ riêng nữa nha. Anh chỉ thích
ngủ bên cạnh vợ yêu thôi. À, hay là anh đưa em đi đâu đó chơi đi. Em muốn đi đâu? Chỗ nào mà yên tĩnh, không gian thoáng mát, cảnh thiệt là đẹp, giống như là đi phượt vậy đó. Đi phượt hả? Tưởng chuyện gì? Chuyện đó hả? Thì anh luôn sẵn sàng để đưa em đi bất cứ nơi đâu mà em thích. Anh hứa nghe. Ừ, hứa. Nhưng mà có mình hai vợ chồng mình thôi hả? Anh thấy buồn hả? Ý anh không phải là như vậy, mà anh rủ vợ chồng Quang đi chung cho vui nha. Nhưng mà trời ơi, không nói thì thôi, nói Tào Tháo, Tào Tháo tới liền à. Alo. Buồn hả? Vợ chồng mày luôn hạnh phúc, buồn cái gì mà buồn? Muốn hết buồn á thì đi. Đi phượt. Tic tac giờ từng giờ trôi qua, những phút giây hoang phí. Chẳng còn nhiều thì giờ để mà cho nhau cùng đi xem phim. Này nghề yêu của tôi hạnh phúc.